trộm vàng cho trai. Ngày xưa, ngày xưa, có chàng học trò nghèo mồ côi, nhưng vô cùng sáng dạ. Chàng được vị danh y nổi tiếng thời đó nhận làm đồ đệ. Khi đã được truyền dạy cho hết những bài thuốc quý gia truyền, chàng đã xin thầy được về lại quê cũ để cứu người. Có phải đây là nhà thầy thuốc Văn không ạ? Tôi là Văn đây, cô cần gì? Chẳng là cha tôi bị ốm đã lâu mà thuốc thang bao nhiêu cũng không khỏi. Này tôi nghe nói anh là học trò của danh y Cao Lộc mới về làng, nên bạn phép đến đây nhờ anh giúp đỡ ạ. Được rồi, vậy tôi sẽ thăm bệnh cho cha cô. Hiện cha cô mang căn bệnh hiếm gặp. Căn bệnh này cho đến nay thật sự chưa có mấy người mắc và chữa trị thành công, nên tôi không dám chắc điều gì. Nhưng nếu dùng nhân sâm ở núi Hàm An thường xuyên thì trước mắt có thể cầm cự được. Vậy xin thầy thuốc bán cho tôi loại sâm ấy đi. Thật ra thì đường đến núi Hàm An thì quá xa xôi trắc trở. Để nói có được loại sâm ấy bây giờ thật sự không đơn giản. Thầy thuốc ơi, nhất định thầy phải tìm thấy loại sâm ấy. Nhất định đừng bỏ mặc tôi nha. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Thời gian sau. Ôi da, đau quá, mệt quá, chết mất thôi. Thầy thuốc kia thật nhẫn tâm khi bỏ đi biệt tâm. Cha bị bỏ bạn đến chết mất thôi. Ông Phú. Hả? Thầy thuốc, thầy về rồi. Đây là loại thuốc từ nhân sâm Hàm An. Mỗi ngày ông uống một chén nha. Ôi, cảm ơn thầy thuốc. Tôi biết thầy thuốc sẽ không bỏ mặc tôi mà. Thật may quá. Cảm ơn thầy thuốc nhiều lắm. Ủa, thầy bị thương à? Là tôi bất cẩn trong lúc lấy sâm nên trượt chân ngã, nhưng không sao đâu, may mà vẫn trở về được. Thời gian sau. Cảm ơn thầy, đây là chút đồ ăn tôi tự tay chuẩn bị, xin thầy thuốc đừng chê. Thật ngại quá. Thời gian thấm thoát. Nhờ có Văn không quản ngại khó khăn đi lấy loại sâm quý về, mà căn bệnh hiểm ác của cha Nết dần được đẩy lùi lại. Và cũng qua thời gian tiếp xúc, cả hai dần từ quý mến, ngưỡng mộ thành tương tư thầm nhớ nhau. Và rồi Nết và Văn đã nguyện cùng kết tóc xe duyên. Văn tìm bà mối mát tay nhất làng đến thưa chuyện cùng nhà Nết. À, tôi xin lỗi, lễ này tôi không có nhận được. Chẳng qua là con gái tôi ngốc nghếch dại dột, chẳng thể bị được với cậu ấy. Cha ơi, chẳng phải chàng ấy đã chữa khỏi bệnh cho cha đấy sao? Con phiền phức quá đi. Thôi giờ thế này đi, nếu lễ vật là 100 lượng vàng thì ta mới đồng ý gả con gái, không thì thôi. Chàng ấy không thể nào kiếm đâu ra được 100 lượng vàng. Chỉ bằng mình bán hết đồ trang sức lẫn gấm vóc đi thì... Hả? Con vừa nói cái gì? Con hãy quên ngay nó đi. Cha đã nhận sinh lễ của nhà ông Tý đầu làng rồi, con biết chưa? Cha, cha không thể làm như thế được. Nếu không phải là chàng, con không kết duyên cùng ai hết. Con phải trả cái. Cha mày nói mà mày không nghe thì cút đi với nó đi, để xem tự thân hai đứa mày có kiếm được 100 lượng vàng không rồi hãy trở về.
Mẹ ơi, chắc mẹ sẽ hiểu lòng con đúng không mẹ? Ân tình của chàng ấy không thể mang của cải ra so đo được. Nhưng nếu đó là cách duy nhất, con xin phép mẹ cho con được mang chiếc trâm này đi. Tưởng rằng chị quát nạt đe dọa con, rồi con sẽ trở về xin lỗi. Ai ngờ, đó cũng là lần cuối cùng ông Phú nhìn thấy con. Văn quá đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của Nết, nên cũng rời khỏi ngôi làng. Chỉ một thời gian sau, không còn thuốc của Văn khiến căn bệnh của ông Phú phát tác, không thể cứu chữa, và ông phải chịu cảnh cô đơn, đau đớn một mình. Bất lực nhìn cái chết đến dần, ông Phú đau đớn tột cùng khi hiểu được lúc này dù 100 lượng vàng cũng chẳng thể cứu được mạng của ông, và 100 lượng vàng lúc này cũng không mang con gái ông trở lại. Còn ân cứu mạng của Văn thì ông mãi mang theo không trả nổi. Giấc mơ mờ ảo. Cô ơi, sao tôi không thấy quyển thơ Đời của tác giả Minh Thành ở đâu cô nhỉ? Đây, tập thơ anh đang tìm đây à. Sao không bày cuốn sách ở phía ngoài cho dễ tìm? Cất tận đây thì khách nào thấy mà mua được. Dạ, mấy sách này hiếm người mua nên bày ở đây thôi à. Phía mặt tiền để ưu tiên cho những cuốn sách bán chạy hơn anh à. Ai bảo không có người mua? Lấy cho tôi 20 quyển này. Dạ, thơ này chúng em nhập vài quyển cho có thôi à. Không đủ 20 cuốn đâu à. Thơ hay thế này mà, đúng là không biết thưởng thức. Để tôi đi chỗ khác mua vậy. Hôm nay chạy mấy nhà sách mới gom được 20 quyển thơ mình viết. Mấy bên phát hành bây giờ đúng là chỉ chạy theo lợi nhuận, chẳng biết gì là nghệ thuật. Vậy hả? Anh mua nhiều sách thế để làm gì? Dân tình không biết thưởng thức thì mình mua về để tặng cho họ hàng, anh em bằng hữu. Bao nhiêu tinh túy của tôi dồn cả vào tập thơ này đấy. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Chuẩn, chuẩn, vô, vô. Tập thơ đầu tay của tôi đấy, các bạn hữu đọc rồi cho cảm nhận nhé. Đã in sách rồi à, nhanh thế, phát hành có tốt không? Doanh thu ra sao? Bán được bao nhiêu cuốn rồi? Thì cũng nhì nhằn thôi, chưa đâu vào đâu cả. Vạn sự khởi đầu nan, bạn tôi chắc chắn sẽ trở thành nhà thơ lớn. Vô, vô, vô. Nhân dịp Thành nó có thơ hay được phát hành, tôi cũng có mấy tấm ảnh tâm đắc tặng các bạn hữu. Tôi cũng đang gửi ảnh đi dự thi rồi đấy. Chắc nay mai là có kết quả. Đây này, tôi ưng nhất là tấm này. Các bạn hữu thấy sao? Phụ nữ Việt Nam mình thật là chịu thương chịu khó. Tôi nhất định phải làm một bài thơ về chủ đề này mới được. Tuần sau tôi đi họp lớp đại học, định bụng mang mấy quyển thơ đi tặng chúng nó. 20 quyển thơ anh mua lần trước đâu, mang đi tặng cho họ. Anh phân phát hết rồi, lần này anh định mua 50 quyển, tặng cho cả lớp, chắc cũng tốn kha khá. Ôi trời, anh mua nhiều thế có phí phạm không? Phải tặng cho người thích đọc, cần đọc thì mới có ý nghĩa chứ. Kệ chứ, mình cứ tặng, khắc họ phải đọc, rồi sẽ thấy cái tài hoa, tinh tú của tác giả. Hữu xạ tự nhiên hương, anh làm thế không hay đâu. Em không đưa tiền cho anh mua sách thì thôi, để anh đi vay bạn. Thơ là đam mê của anh sẽ theo đuổi nó đến cùng. Em là vợ mà không ủng hộ anh thì thôi đi. Thôi được rồi, để em thu xếp. Nhưng anh cũng phải biết nghĩ đến vợ con chút, cứ chạy theo những ước mơ viển vông mà quên đi thực tại. Thôi,
em nói nhiều quá. Em thì biết gì về nghệ thuật. Mọi người cứ cầm đi, tớ tặng mỗi người một quyển. Thơ hay quá, Thành vẫn tâm hồn nghệ sĩ như xưa nhỉ. Các bạn quá khen, mình còn phải cố gắng nhiều. Đang mùa sen, người ta đi bán nhiều chưa kìa? Ừ, sen thơm, lại lâu tàn. Vào mùa người ta mua nhiều lắm, mà cứ ra hồ này hái đầy, có ai cấm đâu. Bán sen là lãi lắm. Phải mua một bó về tặng bà xã mới được. Lâu nay mình cô ấy gánh vác kinh tế gia đình, để chồng chuyên tâm làm nghệ thuật. Cũng chẳng biết cô ấy xoay sở thế nào mà tài vậy. Mình ơi, tôi về rồi đây. Tôi có quà cho mình nè. Lạ thật, giờ này còn đi đâu? Sao? Bệnh viện Nam Thành hả? Tôi sẽ tới ngay. Sao vợ tôi lại ra nông nỗi này? Xin lỗi anh, tôi là người đã lái chiếc xe ô tô mà vợ anh va vào. Quả thật là tôi đã không xử lý kịp. Vợ anh lái xe loạn choạng thế nào lại tông vào đầu xe của tôi. Đúng rồi đó anh à. Chị nhà say nắng nên tay lái loạn choạng. Cũng may là tài xế phanh kịp. Hiện giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Vâng, tôi biết rồi. À, đây là áo của vợ anh mặc lúc bị thương. Bệnh viện đã thay áo khác cho chị nhà. Anh cầm về nhé. À, xe đạp chở sen của chị nhà tôi đã gửi trong nhà xe của bệnh viện. Lúc nào tiện, anh ra lấy về nhé. Sao? Xe đạp, hoa sen, là sao? Thì không phải chị nhà đi bán hoa sen sao? Chỗ gần nhà hàng ven hồ đó, chị ấy va phải xe tôi ở đoạn đó. Mình ơi, tôi xin lỗi. Cái giá của giấc mơ thi sĩ, nó quá đắt. Người ở làng xa. Bà vào xem con nó chuẩn bị đến đâu rồi. Vợ chồng nhà phú ông cùng con trai của họ chắc cũng sắp tới rồi đó. Ông đừng lo, có con sen trong đó giúp rồi mà. Chắc nhà phú ông đến rồi đó, chúng ta ra xem sao. Ông bà thấy không, con trai tôi khôi ngô tuấn tú ngời ngời. Tiểu thư Nguyệt đây lại là người xinh đẹp, nết na. Thầy mới nói việc hai bên gia đình giao hẹn hôn ước với nhau, thật là một lựa chọn hoàn mỹ. Phú ông dạy phải, thời gian nhanh thật, thoáng cái mà 20 năm đã trôi qua. Các cháu cũng đã đến tuổi trưởng thành cả rồi. Vậy thì hai bên cũng nên đẩy nhanh việc cưới hỏi cho các cháu thôi chứ nhỉ? Dạ thưa, con xin phép được nói đôi lời ạ. Có điều gì con cứ nói đi. Dạ thưa, con và cậu đây chưa gặp nhau và trò chuyện với nhau bao giờ. Xin hãy cho chúng con thêm một chút thời gian để quen với nhau rồi hãy tính đến chuyện cưới hỏi có được không ạ? Tính với toán làm gì nữa? Phận làm con nên nghe theo lời bố mẹ. Hôn ước giữa gia đình ta và bố mẹ con là thứ không thể thay đổi. Các con cứ lấy nhau đi, rồi quen cũng không sao. Ta dám chắc rằng con không thể tìm được ai hoàn hảo như con trai ta đâu. Thôi, bà làm gì mà vội vàng thế? Cứ cho các con thêm một thời gian quen với nhau, rồi cưới hỏi cũng không sao. Đằng nào thì cũng vậy thôi, ông bà nhỉ? Vâng, phú ông nói phải. Nhà phú ông giàu có nhất nhì trong vùng. Trước đây, phú ông và cha của con cũng là bạn thân với nhau. Nhất định, con gái của mẹ sẽ có được một cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Nhưng mẹ ơi, con chưa tiếp xúc với cậu ấy bao giờ, chưa biết cậu ấy là người như thế nào. Con thật sự thấy hoang mang lắm mẹ ạ. Chẳng phải con vẫn có một chút thời gian để quen với cậu ấy trước khi cưới đó sao? Vậy nên con cứ bình tĩnh nhé. Thưa cậu, có một kẻ ăn mặc rách rưới đang đứng ngoài cổng. Ngươi ra xem có chuyện gì. Lại cậu, cơn lũ kéo dài quá, giờ mực nước vẫn còn rất cao. Làng bên chúng con chẳng làm ăn nổi gì. Gia đình con đã hết cả lương thực. Xin ông thương tình cho con vay tạm vài đồng mua gạo nấu cháo cho các cháu qua cơn đói kém có được không ạ? Về đi, từ hôm lũ đến nay cũng không phải đến vài chục người như người rồi. Tiền đâu mà ta cho các ngươi vay?
xin cậu hãy rủ lòng thương. Các cháu nhà con đói quá rồi, mà nước thì chưa biết bao giờ mới rút. Thậm chí nếu nước có rút, cũng phải rất lâu mới có thể bắt đầu kiếm ra lương thực được. Ô hay cái nhà anh này, lôi thôi cái gì thế hả? Đi ra đi, cho những người như các anh vay, đến kiếp nào ta mới lấy lại được tiền. Cậu ơi, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Ông giàu có là vậy, nỡ lòng nào không thương xót lấy những người như các cháu nhỏ một chút sao cậu? Còn không đuổi anh ta đi, để anh ta đứng đây nói lý với ta. Thôi anh về đi, chẳng ai có thể vay nổi một xu của cậu này bao giờ đâu. Dạ chào cậu, con về. Trời ơi, đúng là một tay giả tạo. Có miếng ngọc quý như thế này trong người mà còn bày đặt vay tiền. Nhưng không sao, dẫu sao thì bây giờ nó cũng đã nằm trong tay ta. Ôi, miếng ngọc ở đâu đẹp vậy ông? Của người đàn ông vừa rồi làm rơi ạ? Chà, nhìn qua cũng biết là một miếng ngọc quý rồi. Ngươi thì biết cái gì mà bép xép, cứ coi như không nhìn thấy gì. Đồ trong tay ta là đồ của ta. Cậu ơi, cậu và anh đây có thấy miếng ngọc bội của con ở đây không? Cho con xin lại với ạ. Ngọc nào? Ngọc ở đâu? Người nghèo kiết xác phải đi vay từng bát gạo nấu cháo mà cũng có ngọc cơ à? Đừng có kiếm trò với ta. Lại cậu, khi nãy con vào đây là miếng ngọc vẫn đang còn trong túi áo. Chắc chắn chỉ rơi quanh đây thôi. Cậu có nhặt được cho con xin. Nó rất quan trọng với con. Miếng ngọc ấy là người ta nhờ con đi bán hộ, mua thuốc cho những đứa trẻ làng bên đang bị bệnh dịch hoành hành. Xin cậu, không có ai nhặt được ngọc của người hết. Xéo ngay đi cho ta. Chắc chắn chỉ có thể rơi ở chỗ này, vì khi nãy mình quỳ ở đây. Sao? Không có thì biến đi cho ta. Nhà ta chứ không phải cái chợ đâu, mà ngươi cứ tùy tiện chạy ra chạy vào. Cậu ơi, hay là trả lại cho người ta đi cậu. Cậu cũng đâu có thiếu những thứ quý giá đâu. Im ngay cho ta, đi làm việc của ngươi đi. Ngươi mà hé răng nửa lời thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. Bố mẹ xem này, sáng có kẻ đến nhà mình vay tiền, làm rơi miếng ngọc quý con nhặt được đây này. Hắn quay lại đòi mà con nhanh trí chối vắt đi rồi. Ôi, đúng là miếng ngọc quý. Con trai ta giỏi quá. Mà có khi con đi bán luôn đi, kéo nhỡ người ta quay lại đòi nữa lại mất món tiền. Bố mẹ nói phải, con phải đi bán ngay. Phen này nhà mình đã giàu lại càng giàu hơn. Tại sao lại quỷ hôn ước? Các ngươi dám làm thế với gia đình ta ư? Hôn ước đã giao hẹn cách đây cả mấy chục năm, giờ các ngươi muốn hủy, chắc là tìm được đám nào hơn phải không? Nhưng mà ta nói trước, chẳng có ai khôi ngô và giỏi giang như con trai ta đâu. Thưa bà, có thể cậu đây rất giỏi giang và khôi ngô, nhưng vỏ bọc bên ngoài không phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là nhân phẩm của cậu như thế nào. Nô, ra đây cô nhờ chút việc. Dạ, tôi đây thưa cô chủ. Ngươi chính là kẻ hành khất hôm nọ đến đây vay tiền ta. Cậu ngạc nhiên lắm có phải không? Người mà cậu nhất định không trả miếng ngọc bội lại chính là người của ta cử đến. Ừ, ngọc bội? Ngọc bội nào? Ta đâu có biết miếng ngọc bội nào. Miếng ngọc bội quý đính ước giữa hai bên. Phú bà cũng giữ một nửa miếng như vậy đấy. Có lẽ nào phú bà đây đã quên. Thôi chết rồi ông ơi. Đúng là nửa miếng ngọc đính ước năm nào tôi cũng đã thấy quen quen, nhưng mà không nhớ ra. Trời ơi, bà thật là... Trước sự khổ cực của người khác, ngươi chẳng những không thương cảm mà còn rất tham lam. Một người như vậy, thử hỏi sao ta có thể trao thân gửi phận. Các ngươi dám âm thầm thử thách ta. Trời ơi, vậy là tiêu tan hết cả rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.